Em Trang quyết tâm thay lại giá thể cho cái bạn trăm hoa cực thơm và bông cực to màu cực đậm này. Sau mấy năm có để bạn ấy giặt dẹo khổ thân bạn ấy quá. Hôm nay em sẽ đổi chuyển sang cái giá thể đó là bạc rớt. Và em trồng bằng rêu, sớm rêu. Chơi mấy năm rồi xong đến bạn ấy cứ để cái kiểu giá thể cũ này. Khỏe lên. Bạn ấy rất là chờ thành quả của em nha. Thành quả của em đã chuyển xong nhà mới cho bạn ấy. Hy vọng bạn ấy sẽ khỏe tươi lên. Da da da.